mình lại tiếp tục kết hợp bản chữ cái và chữ số. Đây là đội hình lần trước của mình các bạn ơi. Có một chữ A này, một chữ E, một chữ C và có số 0, số 1, số 2, số 3. Rồi, đội hình bên kia kìa, có hai chữ R và một chữ E, hai số 3. Bây giờ thì mình cho đi chiến đấu xem đội hình của mình có thể giành chiến thắng không các bạn nha. Ok, let's go nào. Rồi. Rồi, cố lên, cố lên. Đội hình của mình. Yeah, yeah. Nào, trận đầu tiên. Cố lên, cố lên. Yeah, victory trận đầu tiên các bạn ơi. Tiếp nha, tiếp nha. Rồi, lần này thì đội hình bên kia kìa. Bên kia có một chữ F kìa. Wham, wham, wham. Điện xì xì luôn. Mà mình không sợ các bạn ơi. Ok, mình cũng cố tiếp tục sử dụng không nữa. A nào, chữ A nào. Lên, đấy, ok. Rồi, let's go. Cố lên, đội của mình. Đấy, cố lên. Wow, chữ F bên kia sao khỏe vậy các bạn ơi. Nào, 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 nào. Rồi, thua rồi các bạn ơi. Chữ F bên kia quá là khỏe và kinh khủng luôn. Nào nha các bạn nha. Rồi rồi, mình cũng có hai chữ B này. Hai chữ B lên, hai chữ C lên. Rồi, được một chữ D các bạn ơi. Em tiếp tục là củng cố chữ A này. Đấy, đấy, lên. Ok, tiếp tục, tiếp tục. Lên nào, lên đi. Đúng rồi. Nào, AHN, hey, hey. Kết hợp vào, kết hợp tiếp, kết hợp tiếp. Được rồi, lên. Cuối cùng thì mình đã ghép được chữ F giống bên kia các bạn ơi. Rồi, kết hợp 2 số 1, 2 số 2, 2 số 3. Được số 4 nữa nè. Rồi ôi, ngon lành cảnh đảo. Let's go, let's go. Xem nào, hai chữ F đang vào vào nhau để chiến nhau các bạn ơi. Nhưng mà chữ F của mình đã giành chiến thắng. Lần này này các bạn ơi, mình có rất là nhiều chữ C. Và bên kia có một con quái vật Gren tay dài các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kết hợp vào. Rồi, ok, đấy. Nào, rồi xuống đây, sang đây. Được một chữ C rất là to luôn các bạn ơi. Đập chiến đấu và đánh với con quái vật Gren kia. Liệu mình có thể giành chiến thắng không? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yeah, gần victory rồi, gần victory rồi, gần victory rồi. Không các bạn ơi, mình có chữ C siêu to khổng lồ mà vẫn không ăn thua các bạn ạ. Vẫn bị thua dưới con quái vật Gren tay dài. Tiếp tục nào các bạn ơi, bây giờ thì mình củng cố nào. Lên, chữ A nữa, chữ A nữa, chữ A số 0 nè. Đấy, rất là nhiều số 0 luôn. Let's go, đội của mình bây giờ rất là đông luôn. Rồi, rồi, tiếp nào các bạn ơi. Vừa rồi mình đã victory rồi, trận này mình cứ thế cho đi chiến đấu nha. Liệu còn victory được không? Thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Victory tiếp. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kết hợp những số 0 lên các bạn ơi. Đấy, đấy, được rồi, được rồi. Chúng ta này. Em tiếp tục, tiếp tục cầm cố. Rồi, let's go. Xông vào lên anh em ơi. Bên kia rất là nhiều chữ D luôn các bạn ơi. Nhưng mà không sao, một mình chữ F của mình chống cự được hết các bạn ơi. Lại victory nữa. Yeah yeah. Ok, bên kia kìa, đã củng cố được hai chữ E, hai chữ D và ba số 3 luôn các bạn ơi. Ok, mình củng cố số 0 này. Đấy, lên lên. Let's go. Thế thôi các bạn ạ, cố chỉ cần một số thôi. Nào, kiểu gì mình cũng victory cho mà xem các bạn ơi. Cố lên. Yeah. Nào, rồi rồi. Cố lên, cố lên. Anh em ơi, anh em ơi. Thấy chưa, lại victory nữa. Rồi, bên kia đã cử ra chữ F rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình phải kết hợp lên. Kết hợp lên, kết hợp lên. Rồi, cố tiếp, cố tiếp. Nào, đấy, tiếp nữa các bạn ơi. Ok, rồi, lên. Ok, let's go. Rồi, mình đã củng cố được thêm 3 chữ C các bạn ơi. Liệu lần này mình còn giành chiến thắng không các bạn? Rồi, bên kia đã củng cố chữ F các bạn ơi. Các bạn ơi, thành 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 lại tiếp tục victory. Liên tiếp victory dành cho mình. Rồi, lần này là trận đấu giữa rất là nhiều chữ D và một con quái vật các bạn ơi. Nhìn kìa, mặt lồi ra. Ghê đấy, được rồi, được rồi. Bây giờ thì mình sẽ kết hợp vào. Đấy, nào. Ấy, rồi, được một chữ D siêu to các bạn ơi. Rồi, rồi, cố lên, nào, nào. Nào, nào, ui, con kia gần chết rồi các bạn ơi. Nào, nào, cố lên chữ D của mình. Cố lên. Không các bạn ơi.
Trận vừa rồi thì mình đã bị thua các bạn ơi. Chiến đấu với quái vật mình đã không chiến thắng. Bây giờ thì chiến đấu với các chữ số nè. Ok thôi, kết hợp vào. Đúng chữ D rồi các bạn ơi. Hey hey ha hư hê nào. Lên một chữ F và một chữ E các bạn ơi. Bên kia có ba chữ E luôn, ghê đấy. Nhưng mà không sao, mình kiểu gì đã giành chiến thắng. Chiến thắng chỉ lòng bàn tay của mình rồi các bạn ơi. Thấy chưa, thấy chưa ha, cố lên, cố lên ha. Các bạn ơi, nói phép không thành công rồi, bị thua. Đấy, mình đã cố rất nhiều chữ A. Kết hợp vào, kết hợp vào. Đấy, kết hợp số 1 vào. Lên, lên. Ok, nhìn này, cái đó chữ B nữa vào, được rồi. Let's go. Rồi ôi, lần này có thể giành chiến thắng không? Cố lên anh em của mình, cố lên. Không, thôi hỏng rồi. Hai trận thua liền các bạn ơi. Không sao, mình đã xếp lại rồi các bạn ơi. Bây giờ let's go xem nào. Cố lên, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, anh nhau chiến nhau ghê quá các bạn ơi. Nào nào, rồi, cố lên, cố lên. Nào, liệu lần này mình có thể giành chiến thắng không? Có các bạn ơi, thấy chưa? Mình xếp lại một chút thôi là đã victory đội hình bên kia rồi. Rồi, bên kia kìa. Bây giờ quá ghê gớm các bạn ơi. Có 2 số 4, 2 số 3 và 3 chữ D, 2 chữ F các bạn ơi. Nghe nào, ngoằn ngoằn hết cả đầu rồi các bạn ạ. Được rồi, rất là nhiều luôn, không sao, không sao. Ok, đấy. Đội hình của mình kín sàn luôn các bạn ơi. Mình sẽ kết hợp vào này, đấy. Số 2, số 3, số... Lên được số 5 luôn các bạn ơi. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Được rồi, được rồi. Let's go, xem nào. Wow. Chào quá ghê luôn các bạn ơi. Rồi, nhau, lao. Liệu mình có thể giành chiến thắng không các bạn ơi? Wow, lao. Trời ơi, có luôn các bạn ơi. Bên mình có số 5, quá khỏe luôn các bạn ạ. Ok, tiếp nào, tiếp nào. Rồi, cố thêm này các bạn ơi. Đây, đây, đấy, hai chữ B này. Rồi, lên được chữ G các bạn ơi. Ui xôi, ui, ngon chưa, ngon chưa. Let's go, let's go. Ui xôi, ui, mình lên được một chữ G, quá khỏe khoắn luôn các bạn ạ. Nào, nào. Vậy tụi mày toàn victory dành cho mình. Tiếp các bạn ơi. Ok các bạn, vừa rồi thì mình lại tiếp tục kết hợp bảng chữ cái và chữ số các bạn ơi. Và mình kết hợp được một chữ G luôn, quá khỏe. Và một số 5 các bạn ạ. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Các bạn xem video đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video sau.